Em chào tất cả các bác, chào tất cả các anh chị, chào tất cả mọi người. Hôm nay em quay video giới thiệu đến các anh chị cái cây lan kiếm trắng tuyết ngọc. Cây này thì nó cũng là một trong những cây có từ khá lâu rồi, thì cũng có thể là nhiều anh chị biết đến cái cây này rồi. Hôm nay em giới thiệu để mọi người có thể cùng biết thêm về cái cây lan kiếm tuyết ngọc này. Thì trong tất cả các cây lan kiếm thì nó rất là đa dạng, nhất là kiếm lô hộ, nó cũng đa dạng về mặt hoa, cũng như là đa dạng về thân lá, về khuôn cánh, về màu sắc và cách trồng. Đây là cái cây tuyết ngọc. Hôm nay em sẽ giới thiệu đến các bác về cái cây kiếm trắng tuyết ngọc. Đây là cái lô hộ ấy. Thì có nhiều bác hay hỏi em về cái vấn đề đó chứ không? Làm sao mà nó lại ra hoa một lúc nhiều hoa thế? Thì thực ra là cái việc mà nó ra hoa thì như em biết thì là dòng lô hội này nó ra hoa, nó thường ra hoa một lần chứ nó không như tiên vũ. Kiếm tiên vũ thì có một chậu mà nó ổn định như này á, thì có nghĩa là một chậu to như này ấy, thì nó không ra hoa liền một lúc mà để có nghĩa là ra hoa hết đâu, nó không có mùa. Kiếm lô hội này thì nó có mùa. Anh chị chưa kiếm lô hội là nó có mùa, ví dụ nó chỉ tầm độ tháng 3, tháng 4, tháng 5 ấy, là nó sẽ nở hết. Nhưng tầm tháng 7, tháng 8 thì nó không có nở nữa. Nhưng mà riêng về kiếm tiên vũ thì kiếm tiên vũ thì nó không có, gần như là không có mùa. Nó nở lác đác từ dịp tháng 3 đến khoảng tháng 11 nó vẫn có nở. Nếu như mà anh chị mà ở miền Nam ấy, từ Huế, từ Đà Nẵng lật vào á, thì gần như là nó nở quanh năm và nó không ra đồng loạt như này mấy. Trường hợp cũng ra nhưng mà ít hơn. Còn lô hội thì đa phần là nó ra đồng loạt. Như em hay thấy nó là như vậy. Bởi vì lô hội thường anh chị mà cứ trồng ra những cái chậu to, có nghĩa là chậu lâu năm khoảng tầm độ 10 đến 20 thân ấy, thì nó sẽ ra hoa rất là nhiều. Và khi nó ra hoa nhiều như thế thì nó rất là đẹp. Như cái chậu này là nó khoảng em đã cắt đi 2 cần ở trước rồi ấy. Đây nó hình như là còn đâu đó khoảng 5 cần thì phải, còn đâu đó 5-6 cần, em nhớ không máng thế, 4-5 cần đấy. Nhưng có nghĩa là cái cây riêng về lô hội ấy, thì mọi người đẹp lại, mọi người chơi hoa nó rất là rực rỡ đấy. Còn cái cây tiên vũ thì là thân lá nó đẹp hơn cây lộn dòng lô hội này. Dòng lô hội này là dòng tiểu kiếm nó bé đấy. Thì mọi người có thể tham khảo thêm một số những cái video khác em cũng nói trên kênh Thiên Đàn Hoa để mọi người có thể tìm hiểu thêm về một số loại kiếm. Thì còn hôm nay thì em xin phép và vào để giới thiệu các anh chị về cái cây tuyết ngọc một chút anh chị nhé. Thì đây em xin phép và nói về cái thân lá của nó. Đây anh chị nhìn này. Đấy. Mọi người thấy là cái gần như là cái dáng lá của nó ấy, là nó xoay ngang đúng không ạ? Đa phần là xoay ngang. Khi mình nhìn từ trên xuống hay nhìn từ ngang vào nó cũng như vậy đúng không ạ? Cái củ của nó hơi mọc ngang. Thì thực ra thì cái cây riêng về lan kiếm, riêng lô hội này thì ít cây mà nó mọc đứng. Ví dụ như cái cây này hay là cái tuyên quang á, nó mọc nó cứ xoè ngang cái này thôi, chứ nó không mọc kiểu dựng đứng lên là như là lô hội đâu, như là tiên vũ đâu. Đấy, tiên vũ thì nó có một số cây là nó hay xoè ngang này, nhưng lô hội thì cái tỷ lệ xoè ngang này nó nhiều. Nó mọc đây anh chị nhìn, nó cứ xoè ngang này, nó xoè ngang thành một cái búi như là cái lan lan trần mộng của Tết các anh chị hay nhìn thấy, người ta hay quảng cáo đấy, xoè ra như này. Nhưng mà nó cũng khá là đẹp. Còn nhưng mà lô hội nó không phải là cây nào nó xoè ngang này anh chị nhé. Có cây xoè ngang cây không. Chẳng qua là cái cây tuyết ngọc này nó xoè ngang ấy, là bởi vì cái củ của nó nhỏ và nó tròn. Cái thứ hai đó chính là cái lá của nó dài nhưng mà lại nhỏ. Đấy, thì có nghĩa là cái lá nó dài nó nhỏ thì nó cái phần đuôi này đây, nó dài nó nặng quá thì nó phải ngả ra thôi, nó phải ngả ra. Nó nặng quá bởi củ nó nhỏ, chứ không như tiên vũ. Tiên vũ thì với những cái lá mà nó ngắn, nó bé như này, khoảng 2-3 cm như này á, 2-3 cm thì nó chỉ dài tầm khoảng 50 cm trở về thôi. Đây như cái lá tuyết ngọc này nó phải dài, như cái cây này phải dài tầm 60. Cái lá dài này, lá dài to này nó phải tầm 60 cm từ gốc lên, từ giá thể nó lên ấy anh chị. Đấy, phải dài khoảng 60 cm. Thì là nó dài quá thì nó nặng thì nó ngả ra hai bên thôi anh chị ạ. Chứ còn thì thực ra khi mà anh chị mà nuôi nhiều nắng á, mà càng nhiều nắng, đại loại là riêng kiếm càng nhiều nắng thì hoa nó càng
à lá nó càng ngắn và nó cứng cáp hơn và nó sẽ dựng hơn. Nhưng mà có nghĩa là cái cây nếu mà cùng ví dụ như là cùng một môi trường nhé, cạnh nhau nhé, thì cây tuyết ngọc này nó sẽ ngả hơn là cái cây vàng cánh bò Hải Phòng, ví dụ thế. Bởi cây vàng cánh bò Hải Phòng là lá nó ngắn hơn, lá ngắn nó cứng hơn, cây tuyết ngọc là lá dài hơn, nó mềm hơn anh chị ạ. Đấy thì về cơ bản là tổng thể dáng lá thì nó là như vậy. Thì tiếp theo em giới thiệu đến cái thân củ của nó, về lá của nó một chút anh chị nhé. Cái cây dòng cây tuyết ngọc này á thì là đây, nó không có cái mầm nào để nhòm ngay trước mặt được. Đấy thì cái thân mầm nó vẫn xanh sạch như một số cái cây khác ấy, anh chị nhé. Em vẫn hay nói là cái việc mà tất cả cây hoa trắng, hoa vàng hoặc những cây sơ mi á là đều là mầm xanh sạch và không có ám tím anh chị nhé. Còn nếu như mầm của nó, cái mầm mà nhú lên á, cái mầm nhú lên khoảng tầm 2-3 cm đến khoảng 10 cm á thì là nó hay có tím ở cái mép này. Đấy. Nhưng mà nếu mà nó không có mép tím thì thường nó sẽ là lô hội đột biến dạng như này, hoa trắng hoa vàng. Đấy là cái cây, những cây hoa trắng vàng như thế. Còn về cái cây tuyết ngọc này thì lá của nó dài khoảng tầm độ 50 đến 60 cm là những cái lá dài. Và to khoảng những lá dài bao giờ thường nó sẽ to hơn anh chị ạ. Nó to hơn thì nó dài khoảng 5 đến 60 và nó có thể ngắn hơn anh chị ạ. Ngắn hơn có nghĩa ý em đang nói là cái dài tối đa á, dài khoảng 60 gì đó. Và lá nó to khoảng từ 2 đến 3 cm. Trên 3 cm cũng có, nhưng mà trường hợp đến ít anh chị nhé. Còn đa phần là nó dưới 3 cm. Bình quân là như vậy. Nó chỉ khoảng tầm 2 cm là nhiều. Cái dòng này thân củ thì nó không phải là to đẹp lắm. Đấy, được cái là lá dài và hoa đẹp thôi anh chị ạ. Củ của nó thì củ nó khá là tròn. Anh chị, củ nó rất là tròn đấy. Đấy, đây. Ví dụ như cái chúng ta có thể nhòm thử trong cái gốc này. Đấy, củ khá là tròn, củ nó thì to khoảng 3 cm, có thể to hơn tí. Trên dưới 3 cm có nghĩa từ 2,5 đến 3,5 cm và cao khoảng từ 3,5 đến 5,5 cm. Đấy thì là cái củ của nó anh chị ạ. Cái củ của nó. Thực ra thì cái thân lá của cái này thì nếu mà nhìn thân lá không thì cũng hơi để nói nhìn nhận về cái cây tuyết ngọc này á. Thì anh chị nhìn thân lá, anh chị nhìn tổng thể nó như này, nó lòe xòe này, nếu chậu to nó hay lòe xòe này, và cái chậu nhỏ thì lá nó cũng hơi mềm mà nó cũng hơi ngả như này, đấy, đấy chậu nhỏ anh chị ạ. Còn đương nhiên là nó vẫn có tỷ lệ dựng đứng lên, nhưng mà nó kiểu là dạng bình diệp á. Đấy, mọi người có thể xem thêm ở trên địa lan, ở trên kênh Thiên Đàng Ngàn Hoa để mọi người hiểu hơn về cái dáng lá bình diệp, trường diệp hay là huyền diệp. Đấy thì tiếp theo em nói đến cái hoa của nó là cái cây tuyết ngọc này. Cái mùa nở hoa của nó là vào dịp tháng gọi là từ tháng 4 đi, tầm tháng 3 đến tháng 6. Thì như bây giờ đang là tháng 5 á, thì nó cũng khoảng tháng 4, tháng 5 thì là cũng đều có là rộ, có nghĩa là chính vụ. Còn đương nhiên là nó vẫn nở tầm tháng 6, có thể là tháng 7 cũng có, nhưng mà ít hơn. Đấy, bởi vì đa phần là cái dòng lô hội này thì nó có mùa anh chị ạ, chứ nó không như là tiên vũ. Tiên vũ thì gần như là lúc nào nó cũng nở lác đác từ tháng 3 đến tháng 11. Đấy, nhưng còn những cái cây lô hội này tầm tháng 10 là gần như có thì rất ít, tỷ lệ rất là thấp. Đấy, nếu như anh chị nuôi trong miền Nam thì em không tính, nhưng nếu miền Bắc thì nó có mùa. Bởi vì miền Nam nắng nóng quanh năm thì có thể nó sẽ ra kiểu khác hơn. Đấy. Còn trong ở ngoài Bắc thì đa phần là như này. Ở trong Nam anh chị nuôi thì nó cũng ra vào mùa như này, nó cũng tỷ lệ rất là nhiều anh nhá. Cái cây đặc trưng của cái cây tuyết ngọc này ấy, nếu như mà mình nhìn hoa, nó chính là cần hoa rất là dày. Cần hoa rất là dày, cánh bầu dạng cánh thủy tiên. Anh chị nhìn cần hoa dày y như là cây cánh bầu Thái Nguyên đó. Đấy, và cái cánh của nó cũng là dạng cánh bầu cánh thủy tiên, cũng rất là đẹp. Đấy, rất là đẹp. Gần như là các anh chị có thể là, như em thấy là cái cây để mà nói một cái cây cánh bầu đẹp vượt qua cây này với chia hoa tổng thể lắm. Nếu mà chụp tầm độ 20 bông á, 10 đến 15 bông á, thì cái cây tuyết ngọc này là quá đẹp. Còn cái thực ra thì cái với cái bộ cánh này, khuôn cánh này thì nó rất là đẹp. Nếu anh chị chụp tầm, ví dụ chụp tầm này, rất là đẹp. Đấy, nhưng mà cái là cái dòng tuyết ngọc này thì cần hoa nó ngắn, nó chỉ dài tầm 40 thôi anh chị ạ, nó chỉ tầm 40 cm, có thể dài hơn. Đấy là phụ thuộc vào mình nuôi trồng á. Đa phần thì nó rơi vào tầm 40 là nhiều. Có những cái chỉ 30 thôi đấy, như cái cần này bên trái em
nó chỉ 30-30 cm thôi. Đấy, đấy là ví dụ là như vậy. Cái cần hoa tuyết ngọc này rất là đẹp. Nó có nhiều cần hoa, mọi người chụp được nhiều cần đẹp hơn này rất nhiều. Đấy, như cái cây này thì nó còn trên bên này 3, bên này 3 nụ, 6 nụ. Thì là em cắt đi 2 nụ rồi. Nó có nghĩa là tổng số khoảng 8 nụ. Thì nó là một cái cây rất là siêng hoa và cái tuyết ngọc này rất đẻ rất là nhanh. Để nó rất đẻ rất nhiều. Bởi vì nó nhiều lá anh chị ạ. Một củ của nó thì nó chỉ giữ lại khoảng tầm 6 lá thôi. Nhưng sinh ra thì thường nó khoảng tầm 7-8 lá, rất là nhiều. Nên là càng nhiều lá thì càng nhiều mắt mà. Nên nó đẻ rất là nhiều cây con. Thì các anh chị có thể xem thêm và tham khảo thêm một số những loại kiếm khác ở trên kênh Thiên Đàng Ngàn Hoa. Để các anh chị biết thêm. Anh chị có thể mua bán liên hệ cũng bên em cũng được. Anh chị nhá. Cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại mọi người vào những video sau với những cây hoa lan khác. Với những cây lan kiếm, địa lan, phi điệp hay là một số những cây dáng hương tam sắc đột biến. Trên kênh Thiên Đàng Ngàn Hoa. Cảm ơn tất cả các bác. Xin chào tất cả mọi người. Xin cảm ơn.